Theo quy định mới về các biện pháp kiểm tra nồng độ cồn đăng trên thông báo hoàng gia, thì cảnh sát Thái Lan có thể tiến hành lấy mẫu nước tiểu hoặc mẫu máu để kiểm tra nồng độ cồn trong máu của những lái xe từ chối thổi vào máy đo nồng độ cồn. Theo đó, mẫu nước tiểu sau khi được lấy phải được gửi đến bệnh viện gần nhất để xét nghiệm. Đối với xét nghiệm máu, quy định yêu cầu cảnh sát đưa tài xế đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra y tế. Những lái xe có lượng cồn trong máu vượt quá 50mg hoặc 20mg đối với người dưới 20 tuổi sẽ bị coi là say rượu và sẽ bị buộc tội lái xe khi say rượu. Quy định cũng nêu rõ, người lái xe từ chối để bác sĩ khám mà không có lý do chính đáng sẽ được coi là có nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép. Cũng theo quy định, nếu nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép, người tham gia giao thông sẽ bị xử phạt từ 5 cho tới 20.000 bạt, tức là tương đương với khoảng từ 3,7 đến 15 triệu đồng Việt Nam, và hoặc phạt tù tối đa 1 năm trong lần vi phạm đầu tiên. Nếu tái phạm trong vòng 2 năm kể từ lần vi phạm đầu tiên sẽ bị phạt tù 2 năm và hoặc tăng tiền phạt lên gấp từ 5 đến 10 lần so với lần vi phạm đầu tiên. Tòa án cũng có thể tước giấy phép lái xe của người vi phạm trong ít nhất 1 năm hoặc thậm chí là tước vĩnh viễn. Trong trường hợp người điều khiển phương tiện khi say rượu gây thương tích hoặc tử vong cho người khác, có thể bị phạt tù lên đến 10 năm, phạt tiền 200.000 bạc, tức là khoảng 150 triệu đồng Việt Nam và bị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam, thường trú tại ASEAN.